Ôi, cho anh em biết hàng lại đây đây nhà đây nhà hết. Bông gì cũng có, trắng đen gì cũng có, anh em alo nhanh ha. Để tay đây, đen trắng, đây là những cái hàng đen trắng, hàng rẻ ha. Đó, mua lẻ thì giá khác. Đó, anh em mua từ 5 cặp trở lên giá khác, 10 cặp giá khác. Đó, trắng và đen à, những hàng trắng và đen à, những hàng trắng và đen ha, 5 cặp giá khác, 10 cặp giá khác. Đen lớn có luôn, đen lớn được hai ba cặp, ba cặp như vậy, đen lớn cái gọi. Rồi tiếp tục mình coi mấy cặp bông. Để, bông này để giá hữu nghị cho anh em chơi ha. Đó, đây là 56 nè, 68 nè, quay nói chung quay lẻ ha. 53 bông. Bông này để giá hữu nghị cho anh em chơi. Đó, ở đây giờ 89 rồi này kìa. Ở giá sẽ rất là đẹp những cái loại bông này. Bông này vừa vừa giá học sinh cho anh em chơi. Đó, lấy sỉ thì còn giá khác nữa, lẻ giá khác, sỉ giá khác. Đó, cái loại bông này để giá học sinh cho anh em chơi này, thấy không? Đang như bông này, bông này vừa chơi, thấy không? Rất đẹp. Đó, rồng cũng vậy luôn. À, này phá lại bán rồng bằng giá luôn, bán rẻ cho anh em học sinh chơi, lấy sỉ giá đẹp nữa. Đó, thấy không? Bông này đó, ở giá đẹp cho anh em nha. Cần thì cứ nhấc máy lên, bấm số điện thoại alo gọi hỏi, hoặc là inbox trực tiếp nói chuyện với mình để anh em bình luận. Trời ơi, giờ đó giờ muôn thở chưa bán được con chim trên bình luận nha anh em. Chưa bao giờ bán được con chim trên bình luận đó. Ở những hàng bông, những hàng bông này là bán giá hữu nghị cho anh em đi, anh em chơi như bông nãy mình mới quay đó đó. Còn trên đây hậu 4, có mấy con hậu 4, hậu 5, hậu 6 có luôn, có hai con đỏ nè, đỏ đỏ cầm đen, hậu 4 như con đỏ cầm đen, hậu 5 đen có, đen đen luôn, có hậu 4 đen luôn hoặc có hậu 5 luôn đó. Hàng thì đó, nó đầy nhà ha, không có còn chuồng nào trống hết, đầy nhà luôn đó. Để rồng với giá bông kia nới cho anh em chơi. Tốc độ ha, tốc độ hàng lẹ luôn, có luôn nha, đầy đủ hết cho anh em hết đó. Hàng tốc độ lẹ xiết nha. Đó, tốc độ rồi, tốc độ này, tốc độ chậm. Bây giờ anh em tập dễ chơi hơn, tốc độ chậm. Xám cầm đen, xám cầm đen đó. Rồng chung anh em nào mà cứ có lấy gì thì cứ alo ha. Mấy này là vú thái, vú thái đẻ không ha. À, đó, vú thái đẻ không nha. Đó, y số về bản nhìn em chơi ha. Đó, cặp nào theo cặp đó ha. Đó, rồi vậy nha anh em. Bây giờ lại cho anh em coi ha. Cái hàng bông này mình nhập nhập lên cái giá nó hơi bị chua, tại nhập tính để làm giống luôn, hai mấy cặp để làm giống. Nhập hàng này nhập giá nó cao. Quay lại sơ sơ cho anh em coi ha. Đây, còn quay xuống dưới này là để đồng giá cho anh em nè. Mấy bông này nè, bông bông đỏ, bông, ôi bông này nó chi vậy chứ đó, đẹp lắm luôn á, đỏ nè, bông 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 bông, bông. Đó, em cần lấy cái gì thì cứ alo, như trạng bông đó, đen như trắng, đen trắng nè, trắng đen, trắng đen.
Rồi với anh em.